Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Hành động tiếp theo của họ trong mối quan hệ này là gì? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Mong là các bạn tiếp nhận trải bài một cách tích cực nhất, vì đây là trải bài chung. Thông điệp có rất nhiều, các bạn như thế nào thì các bạn sẽ tự nhận lấy ha. Sau đây mình xin bắt đầu với trải bài. Và đối tượng xem trải bài là các bạn đang mắc cách nói với các người yêu và không biết hành động tiếp theo của họ trong mối quan hệ với bạn là gì, hoặc là trong mối quan hệ các bạn đang gặp trục trặc và không im lặng trong một thời gian và bạn biết là họ sẽ làm gì tiếp theo. Sau đây trong trải bài các bạn có lá 2 tiền. Kế đến nữa là các bạn có lá 6 gậy. Tiếp đến nữa là các bạn có lá The Hermit. Và đây là một cái trải bài hoàn toàn là của họ nha các bạn. Bởi vì bạn muốn biết họ hành động như thế nào mà. Lá bài đầu tiên là họ đang ở đâu trong cái mối quan hệ này. Trong mối quan hệ của các bạn đã có sự cãi vã, tranh cãi với lẫn nhau, có những bất đồng không như ý muốn. Qua những tranh luận gây ra xung đột, thì xu hướng của người này là họ chọn bỏ đi để tránh khỏi những rắc rối của mình. Bởi vì họ không có nhận thức được là sự hỗn loạn xung quanh là cái thăng trầm trong cuộc sống, một cái điều phải có trong tất cả các mối quan hệ. Đặc biệt là chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống, tiếp tục yêu và tiếp tục cho đi và tiếp tục nhận lại từ người khác. Và vấn đề họ gặp phải lúc này là họ đã sắp xếp quá nhiều thứ cùng một lúc, vừa yêu, vừa công việc, vừa gia đình, vừa tài chính, vừa sức khỏe, và không biết ưu tiên những gì quan trọng nên dẫn đến họ thất bại và kiệt sức. Họ số sức rất là nhiều các bạn, và họ cắt giảm đi những cái gì không cần thiết để duy trì cuộc sống cân bằng của mình, để họ được hạnh phúc. Và cái vấn đề bạn gây ra tranh cãi hoặc là bạn làm cái gì đó họ khó chịu, thì cái thời điểm này họ sẵn sàng dứt áo ra đi nha các bạn. Chỉ khi nào họ hiểu được là cuộc sống này là cái những thăng trầm lên và xuống, tình cảm đó lúc vui lúc buồn, lúc hạnh phúc lúc đau khổ. Quan trọng là họ phải thích nghi và đủ linh hoạt để vượt qua tất cả những trở ngại này. Và lời khuyên cho tình huống này là họ nên có sự hợp tác để tìm ra sự cân bằng phù hợp cho nhu cầu của họ và chính là nhu cầu của bạn luôn. Tất cả những cái quyết định và đưa ra lựa chọn khiến cho họ căng thẳng rất là nhiều. Hãy quay về chính mình, tìm hiểu xem mình cần và muốn gì ở trong mối quan hệ và trong cuộc sống. Và có lẽ là họ đang gặp những vấn đề về tài chính rất là lớn, như thế chấp, mua xe hoặc cùng vay một khoản tiền lớn. Do đó là họ có dấu hiệu cho thấy họ có sự lựa chọn về tương lai của họ. Họ cần phải tự hỏi bản thân xem là họ có sẵn sàng nỗ lực để làm cho cái mối tình này tốt đẹp hay không. Và họ phải nên duy trì sự cân bằng trong mối quan hệ là một thách thức rất là lớn. Nếu như họ muốn cái mối tình này thành công thì họ phải ưu tiên và chăm sóc nó nhiều hơn. Và họ có sẵn sàng thích ứng với các phần trong cuộc sống để nhường chỗ cho bạn bước vào cuộc đời họ không? Câu trả lời đó là gì? Nằm ở phía họ nha các bạn. Và vấn đề mà họ đang khát khao nhất trong hiện tại đó chính là gì? Đó là chiến thắng và chiến thắng. Bởi vì họ mong là mình là một người chiến thắng để những người khác sẽ công nhận thành công của họ. Bản thân họ rất mong muốn có sự vinh quang, những thành tựu từ nỗ lực của bản thân, và những người xung quanh sẽ công nhận và cộng đồng sẽ dành cho họ những cái thành quả xứng đáng nhất mà họ đã cố gắng từ xưa giờ. Bởi vì họ mong muốn có một sự nghiệp phát triển và được thành công hơn trong cuộc sống, tình yêu của bạn chỉ là xếp sau cái mục tiêu này. Với một cái lòng tin rất là mạnh mẽ, là tin bản thân mình có thể chiến thắng với tất cả mọi thứ, họ tự tin một cách rất là phấn khởi đi tiến tới mục tiêu. Nếu như một cái ai đó cản trở, gây khó khăn hay là gây khó dễ, hoặc nếu như bạn gây cho họ một cái gì khó chịu trong người, trong cái mối quan hệ, thì nhất định họ sẽ rời bỏ bạn. Và họ sẽ chọn là chọn cái công việc, chọn cái sự nghiệp, chứ không phải là chọn bạn. Nhưng mà họ quên rằng để thực hiện những cái sự nghiệp thành công trong công việc, thì họ phải biết là tìm những cái niềm vui từ tình cảm. Khi mà họ có một người yêu bên cạnh chăm sóc, quan tâm, giúp họ phát triển và không có gây khó dễ hoặc làm cái điều đó cho họ thực sự là thoải mái, đem những giá trị thực sự đến cho họ, thì đây là cái người có thể đẩy họ lên đỉnh cao của vinh quang. Bởi vì một người thì sẽ không làm được gì nếu mà không có sự giúp đỡ từ người khác. Chúng ta thường nghe câu nói là ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
nếu chúng ta một mình thì chúng ta sẽ không thể nào mà thành công nếu như không có học hỏi và không có tiếp thu lắng nghe từ ý kiến người khác. Lời khuyên là họ cần tránh cái sự lạm dụng quyền của mình sau những thành công và sau những cái tự tin mà họ đang có. Hãy lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh hoặc những người ủng hộ, những người bạn bên cạnh mình, người yêu mình. Họ sẽ có một cách nhìn khách quan để đưa công việc của mình tiến xa hơn nữa. Và nếu như bạn muốn nói những suy nghĩ về định hướng cho mối quan hệ, thì hãy nói với đối phương là phải cần thảo luận để tìm ra sự phát triển tốt nhất cho mối quan hệ này. Và còn thể hiện sự suy nghĩ tích cực của họ và bạn. Nếu bước vào mối quan hệ yêu đương, đây là cái thời điểm bạn phải tự hào về người yêu của mình. Cái người yêu bên cạnh mình chăm sóc mình. Nếu có mâu thuẫn thì mọi thời điểm này họ nên giải quyết một cách nhanh chóng để cho họ tập trung vào phát triển sự nghiệp của mình. Và bạn có thể tiếp cận họ vào thời điểm này. Hãy lấy sự tự tin và tinh thần cảm xúc tốt nhất để khiến cho họ có cảm tình trở lại với bạn. Lá bài kế tiếp sẽ là hành động của họ và bạn trong mối quan hệ này. Và điều họ cần làm là họ phải đi sâu vào trong cái nội tại của mình, thắp lên cái ánh sáng và độc hành trong cái sự suy nghĩ của mình để khám phá được cái nhận thức, để đạt được sự trong thông tệ và tri thức khám phá bản thân. Đôi khi là họ phải vào sâu tận gốc khuất của tâm hồn mình, xem những cái nỗi đau của quá khứ và giải quyết nó một cách triệt để không làm nó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và cũng như ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai. Và nếu như họ biết đem cái nguyên lý ánh sáng vào trong phòng tối, khi mà ánh sáng bước vào trong cái bóng tối thì từ từ cái bóng tối nó sẽ tan đi và nhường chỗ cho cái ánh sáng. Hãy đem cái sự tích cực vào trong cái sự tiêu cực của mình và giải quyết nó một cách triệt để nhất. Từ đó họ mới có lối đi chính xác nhất cho cuộc đời của mình. Và cho thấy là họ muốn rút lui ra khỏi những cái mối quan hệ và quan tâm của thế giới bên ngoài, rút lui ra khỏi cảm xúc của những người khác, rút lui để họ phát triển bản thân. Có lẽ là họ sẽ chọn một cuộc sống ẩn dật và trầm lặng hơn, rất là đơn độc. Nhưng mà cái đơn độc này sẽ giúp cho anh ta quan sát và học hỏi cái thế giới xung quanh. Cái sự yên lặng này sẽ kết hợp tạo ra cái trí tuệ để cho họ phát triển sau này. Và có lẽ là họ đã chọn sống cuộc đời đơn độc bởi vì họ không muốn cái phức tạp của tình yêu, hôn nhân và gia đình. Họ thích sự tự do của mình. Đối với tình yêu là không còn quá quan trọng với họ nữa. Nếu như họ có động tâm với bạn đi thì họ cũng không thừa nhận đâu bạn. Bởi vì cái họ có một cái tư thế rất cao ngạo. Đây là một cái trở ngại lớn của họ. Để theo đuổi cái người này á, khi trong mối quan hệ bạn sẽ có một sự bế tắc rất là nhiều. Có một sự tạm ngưng, chia sẻ về cái mối quan hệ này cũng cần rất nhiều không gian riêng để cho họ. Bạn sẽ tủi thân khi bạn quen với một cái người này nha các bạn. Họ khá vô tâm, thờ ơ và lạnh nhạt với bạn. Và nếu như mối quan hệ của hai bạn còn gắn kết á, thì cái lá bài nó đại diện cho một cái đối tác rất là khôn ngoan và phát triển hơn họ rất là nhiều. Không biết bạn hay là họ. Và họ cần phải hay là bạn phải nỗ lực hơn nhiều để có kết nối với đối tác của mình. Chỉ ra rằng bạn và đối tác tập trung quá vào nhiều cái việc riêng của mình hơn là cái dành thời gian chất lượng ở bên nhau. Và nếu như các bạn còn độc thân hoặc là mất kết nối thì đại diện cho là họ muốn thoát ra khỏi bên kia trong một giai đoạn của mình để họ chọn cái sự cô đơn, hồi phục sau những nỗi đau của quá khứ hoặc là những cuộc chia tay nó diễn ra không như ý muốn. Và bạn sẽ sớm là nhận được cái một khởi đầu mới. Và mong là họ sẽ tìm được chính bản thân mình và bạn có thể kết nối được với họ. Ngay lúc này bạn không làm gì khác ngoài cái việc chờ đợi. Nếu như bạn muốn cảm thấy người này xứng đáng chờ đợi, còn hơn là bạn sẽ bị rất lạnh nhạt trong mối quan hệ này. Sự lựa chọn là nằm ở bạn. Và điều mà họ muốn nói với bạn ngay lúc này là gì? Theo những cái thông điệp của Oracle, tôi đang bị ẩn sau những cái thứ vật chất. Có lẽ cái phần tài chính hoặc cái phần vật chất đang gây ra cho họ cái sự rất là khó khăn trong cuộc sống này. Kế đến là tôi đang cố gắng trở thành một con người hoàn hảo hơn, tốt hơn, bởi vì họ đang coi trọng cái sự nghiệp và chú ý đến bản thân của họ. Đây là cái thời điểm họ muốn phát triển bản thân, muốn có sự nghiệp trong cuộc sống này. Tình cảm chỉ là thứ yếu.